Với các bác các anh làm vườn đang muốn sưu tầm những mẫu dầm chất lượng bằng nhíp ô tô chuẩn xịn, thì hôm nay em sẽ đăng tải về cái kho dầm này cho các bác nhà mình được lựa chọn này. Trên tay bạn này đang cầm cho em đây là một chiếc dầm chuối bản đặc biệt với cái phần nhíp thì siêu bền, để cho các bác nhà mình đánh cây đánh dễ thoải mái luôn. Đây chiếc dầm chuối nhá. Em quay nghiêng một chút để xem cái độ mo của nó. Đây ạ, cái dầm chuối nó hơi mo và nó dày như này. Thật sự là nếu bạn gái này mà cầm nó sái tay luôn đấy các bác ạ. Đấy, cho các bác nhà mình xem nhá. Đấy, với đây là một chiếc dầm chuối này. Thì với tất cả những cái dòng dầm này thì bên em đang làm hàng đặt và nhận gửi trên toàn quốc luôn. Anh nào đang quan tâm tới mẫu nào thì các bác các anh nhà mình cứ bình luận ở cái video này và liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại bên em để em sẽ tư vấn nhá. Còn đây là một con dầm bản thẳng. Cái góc này hôm nay là em làm hàng đặt này. Hàng đặt chuẩn xịn luôn nhá. Em chống hẳn ống dưới không lặng quá. Đấy, cho các bác các anh nhà mình xem về cái lưỡi này, xoay tròn vào vòng đi em ơi. Đấy, các bác thấy không? Đây là bản đặc biệt nhá. Em cũng bật mí luôn tới các bác này, dầm nó có rất chi là nhiều loại. Nhíp thường và nhíp xịn. Thì em nói luôn, ví dụ như bình thường thì giá của nó sẽ từ tầm 150, 200 trở lên, 250, 300. Nhưng nếu các bác nhà mình mà muốn đặt một con dầm thật xịn, thật ngon, làm thật tốt thì nó rơi vào tầm độ 400 các bác anh ạ. Đấy, và bây giờ sẽ sang con khác cho các bác anh xem nha. Dầm cổ tròn. Cổ tròn, dầm đặc biệt và dầm chuyên nghiệp đánh cây. Em sẽ có hết nhá. Sang cái chuyên nghiệp đi. Đấy, em cũng sẽ đứng và dựng lên xuống dưới này để cho các bác nhà mình nhìn cho nó được rõ. Thì đây là một con dầm, đây là dầm đánh xanh, đánh si này. Con này thì cái lưỡi nó dài. Còn nếu như các bác nhà mình muốn cái dầm chuyên nghiệp ấy, thì em sẽ lấy cho các bác xem cái mẫu dầm chuyên nghiệp mà bên em mới làm xong nhá. Rất chi là chuẩn. Đây, đây là cái dầm xanh, dầm si. Cái này thì nó bản đặc biệt để các bác nhà mình đánh cây công trường thì nó đang là 400, loại cao cấp. Anh ơi, bê em một cái bó dầm cổ cò vừa mới làm xong đây cho các bác anh nhà mình xem cái. Đấy, còn chắc chắn là các bác nhà mình khi em xem cái kho dầm này nhà em thì các bác nhà mình đã lựa chọn đúng rồi. Đây, một con dầm này, đây là một con dầm bản đặc biệt, bản to. Con này thì em báo luôn tới các bác là sẽ ra có giá là từ 150k trở lên cho các bác anh nhá. Nhưng với con đặc biệt thì con này thì hiện tại em đang giảm giá từ các bác đây. Như bó này là vừa mới làm xong, em ngồi em cắt cái bó này ra để cho các bác các anh nhà mình được xem. Bó này thì vừa xưởng về cái là em cắt em quay luôn. Đây là một cái bó dầm mà Tết năm nay em gửi cho các bác thì mình đánh cây công trình trong cái mùa xuân này, đánh quất, đánh đào. Thì 100% là các bác nhà mình sử dụng cái mẫu này cho em luôn. Đây là dầm củ cò này, các bác nhìn này. Đấy. Một con dầm củ cò bản đặc biệt, to đẹp và chất lượng, dầm dày này. Và chất nhíp của nó thì em đang làm cho các bác nhà mình là một cái nhíp thật đanh, thật chất lượng luôn đấy các bác anh nhá. Thật đanh, thật chất lượng này. Đấy. Với một bó dầm như này thì nó rất là nặng bởi vì nó là bản đặc biệt. Em cũng báo giá luôn cho các bác anh là con này là 350.000 đồng trên một cây. Đấy, cho trống lên cho các bác nhà mình xem về cái phần cán của nó đây. Quá là ok luôn nhá. Con này gọi là con dầm cổ cò, con dầm chuyên nghiệp đi đánh cây công trình. Quay vòng tròn để các bác nhà mình xem cái độ cong của nó. Đấy, và với cái con dầm này thì nó nặng tầm độ 3,5 cân các bác anh nhá. Em sẽ cho các bác nhà mình xem một con 150 đi. Trong một cái video này thì sẽ có những con dầm giá rất chi là thấp các bác ạ. Giá rất chi là thấp luôn. Đây, con này các bác nhà mình đánh cây giống này. Các bác nhà mình đánh cây giống này. Con này thì tổng chiều dài của nó rơi vào tầm 90cm. Chất nhíp cao cấp chuẩn xịn luôn. Đây, các bác anh này. Đấy, các bác thấy không? Xịn không? Con này giá của nó chỉ có 150k thôi các bác anh nhá. Đấy thì em sẽ vào trong này này, em lấy cái con dầm này, vừa nãy em có một con dầm này em sẽ đưa tới các bác một cái giá cực kỳ là thấp luôn. Đâu nhỉ? Có một cái con ở trong giữa này mình đặt. Cái con rẻ rẻ ở trong này này. Đặt ra. Chị vừa mới để. Không. Loại này này, nhưng mà nó rẻ rẻ cơ. Nghĩa là mình vừa xếp ở đâu ấy. Đấy, còn ví dụ như bên này thì có những con dầm giá chỉ 150 trên một con thôi nhá. Đấy, và bên đại lý dụng cụ nông nghiệp bên em thì cung cấp tất cả các loại dầm xà beng. Đây ạ, con này thì một cái bản nó rất chi là đặc biệt, thép thành đanh luôn. Nhưng mà riêng con này giá của nó chỉ có 250.000 đồng trên một con thôi. Tất cả những cái dòng dầm ngày hôm nay ý, thì nhà em sẽ làm đủ mẫu, con này gọi là con bản thẳng nhé. Đủ mẫu, đủ kích thước theo yêu cầu của các bác nhà mình sử dụng làm vườn luôn. Còn bác nào đang quan tâm đến xà beng thì các bác anh ơi, xà beng thì em sẽ có đủ loại luôn. Xà beng dài, xà beng ngắn thì giá của nó rẻ vô cùng. Giá của nó rất chi là thấp nha các bác anh nhá. Và với cái dòng nhíp này thì các bác anh sử dụng siêu bền. Đây là những mẫu xà beng. Đấy, đây là xà beng này các bác anh này. Xà beng thép nhíp đặc luôn.
Đấy, và với những mẫu này thì nhà em còn có những mẫu thuồng đi rừng dành cho các bác nhà mình đào hang, đào hang, đánh cây. Và đây là mẫu dầm ở trong gia đình, trong gia đình các bác anh sử dụng rất nhiều. Nặng quá các bác ạ, nặng quá, bạn này không cầm nổi một cái luôn. Cái này thì nói chung là với phụ nữ thế thôi, còn những bác trai thì cũng bình thường, bởi vì công việc làm đất. Đây là lưỡi mai này, một cái mai sắn đất. Một chút em sẽ lên cả cái mai sắn đất nhé. Cái đẹp ý, em lấy hẳn cái bản đẹp bên trong ấy, còn cái mỏng kia rẻ không ấy. Cái tay bạn đang cầm đấy, cái mai các bác ạ, cái mai đấy là chuyên để sắn đất ấy. Đây, một con đặc đẹp đây các bác này. Một con đặc đẹp đây, các bác nhìn nhá. Về một con này thì phổ thông là để các bác nhà mình đào hang chuột. Đấy, đi đào chuối, làm gốc cây, làm tất cả các việc thì các bác sử dụng con dầm gọi là con thuồng đi rừng này cho em. Đây các bác nhìn này, về cái chất liệu của nó thì quá ok. Con này thì em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300 em miễn phí ship nhá. Và bây giờ thì em đi ra bên ngoài kia, em cầm mấy cái cuốc lưỡi cưa vào đây cho các bác thì mình xem về cái cuốc bướm và cái cuốc tây mà được các bác anh nhà em nhiều các loại lắm. Một cái video này thì em cũng chưa thể đăng tải hết được. Thế bác nào anh nào mà xem được video này của em mà đang quan tâm tới những cái bộ dầm cuốc thuổng đánh cây này, các bác cứ liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhá. Và quan tâm tới lò rèn bên em thì các bác nhà mình nhớ cho em xin một like nhá, nhấn chuông và nhấn ngay và đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác. Và tiếp tới thì em sẽ lấy mấy con cuốc lưỡi cưa là những cái dòng cuốc đặc biệt để các bác nhà mình bổ vào gạch nó cũng không mẻ được. Đấy, các bác đã đến với xưởng em là sẽ em sẽ luôn luôn đưa tới các bác là chất lượng. Đây, đây là những con cuốc bướm và con cuốc lưỡi cưa để dành cho các bác xà cỏ này. Những con này thì siêu bay luôn. Và với những dòng cuốc này thì em đang có đủ size. Ví dụ như nó rẻ bé nhất thì nó chỉ có 70.000 đồng một cái thôi. Và to hơn cũng có, và cái mức độ của nó sẽ nhích dần lên nhá, 70, 80, 100 và trên 100 một tí cũng có. Đây là dòng cuốc mà các bác nhà mình sạc cỏ vào gạch cũng không mẻ, em đảm bảo cho các bác là như vậy luôn. Các bác nhìn cái chất liệu cuốc này, các bác khi gọi điện hãy gọi cho em là cái cuốc lưỡi cưa các bác đang cần nhá. Nó là có 3 size các bác anh ạ. Đấy, những cái bản to đẹp này, đây là cuốc bướm. Cái cuốc này gọi là cuốc bướm này, em chỉ tận nơi. Còn cái này gọi là cái cuốc lưỡi cưa, siêu bền không bao giờ hỏng luôn cho em. Thì em cũng quay qua về xưởng em như thế này nhá. Anh nào mà đang cần tới mẫu gì thì cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại trên màn hình. Và số đó em có Zalo để tư vấn tới các bác các anh. Nhớ cho em xin một lượt follow, một like và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác rất nhiều những cái sản phẩm hay các bác nha.